Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Tuất, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý và hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh sơn đầu hỏa, ngày Giáp Tuất, tức can khắc với chi, có nghĩa là mộc khắc với thổ, và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm sơn đầu hỏa kỵ tuổi Mậu Thìn, Canh Thìn, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi và tuyệt Thìn các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Nguyệt Không, tốt về sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Minh Tinh, tốt mọi việc, sao U Minh Tinh, tốt về mọi việc, sao Tục Thế, tốt về mọi việc, nhất là cưới hỏi các bạn nhé. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao nguyệt hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao tam tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao ly sàng, kỵ cưới hỏi, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tử, an táng, sao độc hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái và xây bếp. Các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có cái điềm báo, có chuyện chẳng vui, khó sự xảy ra với bạn. Và bạn tuổi Tý, bạn nên hiểu rằng thực tế sẽ mạnh mẽ hơn bạn nghĩ. Thế nên bạn đừng có để cho những cái điều nhỏ bé hủy hoại cái cuộc sống hiện tại của bạn và khiến cho bạn mất vui trong ngày hôm nay nhé. Đây cũng là ngày để cho bạn tuổi Tý xây dựng lại cái mối quan hệ mới, đặc biệt là trong cái môi trường công sở. Nhờ thế mà bạn tuổi Tý, bạn sẽ có thêm thật nhiều bạn bè và cái sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên cần thiết cho bạn nữa đó. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Tý, bạn không nên chủ quan nữa. Bạn hãy lắng nghe những cái tín hiệu của cơ thể mách bảo để có thể đề ra những cái phương án kịp thời nhằm đảm bảo sức khỏe của mình luôn trong cái tình trạng tốt nhất bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, bạn nên học cách bao dung với người khác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, sự tự tin đến từ bên trong. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, bạn không nên nói dối. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ,
bạn cần chân thành mang đến cho bạn niềm tin. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn nên suy nghĩ đơn giản trong mọi việc. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cho nên trong cái ngày tốt này đối với bạn tuổi Sửu, bạn đang có cái điềm báo, thái độ của bạn thiếu đi cái sự khôn ngoan, và bạn tuổi Sửu khi gặp phải những người yếu thế hơn mình, bạn không nên cao giọng vì cho rằng mình hơn người khác, khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu. Thực tế cái sự khiêm tốn mới thể hiện rằng mình khôn ngoan hơn người đó bạn tuổi Sửu nhé. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, chính ấn chiếu mệnh mang lại cho bạn tuổi Sửu có được cái sự tập trung để hoàn thành những cái nhiệm vụ đang còn dang dở. Tuy nhiên, bạn tuổi Sửu, bạn đừng có hành sự quá tự tin từ cái việc chối cái sự giúp đỡ của những người xung quanh có thể đem lại cho bạn những cái vấn đề rắc rối đó bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này có nghĩa là trong ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu, bạn không nên làm việc quá sức hay là thức quá khuya. Và hôm nay bạn tuổi Sửu cũng cần quan tâm chăm sóc cho cơ thể để bản thân được khỏe mạnh hơn với bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam để tăng thêm cái vận may cho mình, hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra với mình bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, khám phá khả năng của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, tránh điều không chắc chắn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, tìm ra câu trả lời cho tình cảm của bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, ghi nhớ những điều làm bạn vui. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, tránh hứa hẹn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dần thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất. Cho nên trong cái ngày Tuất này đối với bạn tuổi Dần, bạn đang có được báo hiệu, có nhiều cái dấu hiệu tốt đẹp cho bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn đang có những cái sự mâu thuẫn về tình cảm lúc này đều được hòa giải. Nếu như bạn còn độc thân thì sẽ có nhiều cái cơ hội tốt về tình cảm. Và bạn tuổi Dần, bạn hãy mở lòng mình ra và đừng có ngại những cái cuộc hẹn hò, gặp gỡ để gia tăng cái cơ hội tìm kiếm một nửa cho mình nữa bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, may mắn ghé thăm cùng với thiên tài đến với bạn tuổi Dần, mang lại cho bạn tuổi Dần có được những cái cơ hội lớn về tài lộc. Và bạn tuổi Dần, bạn cần phải tỉnh táo chọn lựa vì bên cạnh đó vẫn có những cái rủi ro tiềm tàng đòi hỏi bạn tuổi Dần. Bạn phải đủ thông minh và có cái sự nhạy bén mới có thể nhìn nhận ra các vấn đề được đó bạn tuổi Dần nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này không tốt cho cái mối quan hệ xung quanh của bản mệnh tuổi Dần nhé.
Có thể vì người thân muốn tốt cho bạn và đưa ra những cái lời khuyên, nhưng xem ra bạn tủi dần, không thực sự hài lòng cho lắm. Tuy nhiên, bạn không nên tranh cãi với họ làm gì mà lại ảnh hưởng tới bản thân mình, bạn tủi dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, chớ vội tin tưởng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, hãy đơn giản hóa mọi việc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, nên suy nghĩ cẩn trọng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, không nên tiết lộ bí mật. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, có niềm vui nho nhỏ đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mão thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày ngũ hành lục hợp. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Mão có được cái không khí hài hòa trong cái nơi làm việc của bạn nhé. Và đây là ngày để cho bạn tuổi Mão sắn tay áo lên giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, nhất là họ thân thiết với bạn và hoàn toàn tin tưởng vào cái năng lực của bạn. Và bạn tuổi Mão nhờ chăm chỉ, cẩn thận lại có được chính tài giúp sức, cho nên với bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay có tài lộc khá chi là khởi sắc so với mọi ngày nhé. Có những người may mắn trả được hết nợ nần, giúp cho bạn cảm thấy rất chi là thoải mái, tự tin hơn với những cái kế hoạch về tiền bạc của mình nữa rồi. Nhưng trong cái ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, ngày này bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này nhắc nhở cho bạn mệnh tuổi Mão nên nghỉ ngơi sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề sức khỏe của bạn mệnh. Đây cũng là ngày mà thích hợp cho cái việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc lại tổ ấm gia đình và dành thời gian cho các hoạt động độc chăm sóc cơ thể nữa, bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, hay gặp may. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, cái mối quan hệ của bạn được hài hòa. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, có niềm tin mới. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thìn thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cho nên trong cái ngày Tuất này đối với bạn tuổi Thìn, bạn đang có cái sự xung đột ngay trong chính bản thân của mình nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn chớ nên ép mình vào một cái dự án công việc nào đó mà phải hoàn tất trong cái thời gian có giới hạn, bởi những cái tình huống bất ngờ có thể làm ảnh hưởng đến cái hướng đi của bạn mệnh tuổi Thìn nữa đó. Công việc của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này đang có cái sự sắp xếp của thiên ấn, không đảm bảo cho mọi thứ đi theo cái kế hoạch mà bạn tuổi Thìn đã định. Tuy nhiên, nó lại ưu tiên cái sự sáng tạo và nâng đỡ bạn mệnh tiến tới những chân trời mới, mở rộng hơn với bạn. Và ngày này với bạn tuổi Thìn, nếu ai đó đang có cái ý kiến về những gì bạn làm, thay vì chống đối, bạn hãy lắng nghe để điều chỉnh một chút cho phù hợp bạn tuổi Thìn nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi Thìn rất dễ nóng nảy và sức khỏe của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay cũng không được tốt cho lắm. Lúc này, thay vì giải tỏa bằng cái lời nói nặng nề, bạn nên chăm sóc cho bản thân của mình nhiều hơn nữa bạn tuổi Thìn nhé.
Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, lý thuyết quản xa vời thực hành. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn cần kiên nhẫn hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, công việc được ổn thỏa. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, tránh nổi nóng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn rất nổi bật. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng với bạn tuổi Tỵ, bạn đừng để cho cái nỗi lo lắng, sợ hãi mà thiên quan đưa tới làm cho bạn đưa ra những cái quyết định sai lầm trong ngày hôm nay bạn tuổi Tỵ nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy cứ cúi đầu tập trung vào công việc thay vì để ý những cái chi tiết lặt vặt, rồi mọi thứ sẽ tự khắc chúng sẽ đâu vào đó bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ, ngày này cũng là cái thời gian để cho bạn gặp gỡ, tương tác, bạn bè. Họ chính là cái nguồn sức mạnh và giá trị tinh thần to lớn giúp cho bạn tuổi Tỵ nhiều lắm. Đây cũng là một ngày hoàn toàn ý nghĩa khi bạn mang lại tiếng cười, niềm vui cho đám đông và khiến cho mọi người xích lại gần nhau hơn nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Ngũ hành tương sinh khiến cho tâm trạng của bạn mệnh tuổi Tỵ trong ngày hôm nay trở nên rất chi là thoải mái, nhờ đó mà bạn xử lý được các cái vấn đề xảy ra trong ngày hôm nay một cách nhẹ nhàng hơn rất chi là nhiều. Bên cạnh đó, khi tinh thần của bạn tốt cũng là lúc sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể đối bạn tuổi Tỵ nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, cái việc xuất hành với bạn cũng rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam để tăng thêm cái vận may cho mình. Bên cạnh đó, ngày hôm nay theo khẩu minh là ngày thiên tài, nên xuất hành cầu tài được thuận lợi, được mọi người giúp đỡ nữa. Trong ngày này, bạn cũng đang có được báo hiệu của quý nhân giúp đỡ. Công việc rất là thuận lợi, buôn bán có lời, ký kết hợp đồng cũng rất thành công nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, giận quá mất khôn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, có người tự ái. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, không nên thẳng thắn quá. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, công việc có sai sót. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn cố nín nhịn một chút nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần Ngọ tốt, cho nên trong cái ngày tốt này với bạn tuổi Ngọ, đối với những bạn đang còn độc thân thì mang lại cho bạn cái nỗi nhớ, sự rung động trong bạn nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn hãy trung thực, nhất là trong cái mối quan hệ tình cảm đôi lứa thì bạn mới mong có được tình yêu lành mạnh, bền lâu cho mình. Tuy nhiên, ngày này không tốt cho những ai đang có đôi có cặp cho lắm nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Ngọ, nhờ có chính quan nâng đỡ mà tâm trạng của bạn tuổi Ngọ rất chi là tốt. Bạn muốn thu hút được cái sự chú ý của mọi người và nỗ lực làm mọi cách để có được cái sự quan tâm của họ. Những cái hưởng ứng ban đầu có thể không như bạn mong đợi, nhưng bạn đừng vì thế mà vội thất vọng. Bạn hãy nỗ lực nhiều hơn và rồi bạn sẽ thấy được cái kết quả đem lại cho bạn nhiều điều thật tuyệt vời nữa bạn tuổi Ngọ nhé.
Và ngày này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ hỏa tương sinh. Cái điều này cho thấy bản mệnh khá chi là thoải mái trong cái việc chi tiêu, tiền bạc không hề là cái vấn đề gì khiến cho bạn phải lo lắng, ngại ngùng trong cái thời gian này nữa. Thậm chí nếu có cái khó khăn cũng ngay lập tức có người hỗ trợ cho bạn nữa rồi nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, hạnh phúc với những gì mình có. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, chớ bị xúi dục. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, bạn hãy để mọi thứ tự nhiên. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, may mắn nối tiếp nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, tìm được người mình yêu. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là trong ngày này bạn tuổi Mùi đang có cái sự tác động của chính ấn chiếu mệnh, cho nên mọi người đánh giá cao những cái thể hiện của bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Họ tán dương bạn khiến cho bạn rất chi là vui vẻ nhé. Trong khi đó, điều khiến cho bạn tuổi Mùi bạn yêu thích chính là những thứ nhỏ nhặt đời thường, đem lại cho bạn cái cảm giác được thả lỏng và thư giãn nữa rồi. Nhờ thế mà bạn tuổi Mùi sẽ có được những cái giây phút thực sự là dễ chịu trong ngày luôn nhé. Thổ khí vượng, đây là cái dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Mùi đang có cái vấn đề. Và nếu như bạn tuổi Mùi bạn cảm thấy đó là bệnh nặng thì bạn nên đi khám sức khỏe để có thể chữa trị sớm. Bên cạnh đó, bạn nên duy trì cái chế độ nghỉ ngơi, ăn uống thật điều độ và ngủ nghỉ theo giờ giấc thì sức khỏe của bạn mới được cải thiện tốt hơn nữa bạn tuổi Mùi nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Mùi á, ngày này khởi công với bạn trăm sự đều tốt, tốt nhất là xây dựng nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, việc làm thủy lợi, đi thuyền cũng tốt. Cái việc xuất hành hay là cầu tài lộc hay là ký kết hợp đồng trong ngày hôm nay với bạn tuổi Mùi cũng rất chi là tốt. Và bạn cũng đừng quên khi xuất hành nên chọn hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam, để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, nếu sai hãy xin lỗi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, có lợi thế hơn người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, hãy nhớ tính toán cẩn thận. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, mọi việc được suôn sẻ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, không nên cố chấp nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Thân thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày có tam hội xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thân, bạn khá chứ là khéo léo trong cái việc điều phối các mối quan hệ xung quanh mình trong cái thời gian này nhé. Và lúc này bạn tuổi Thân nên dành thời gian cho cái việc chăm sóc người thân trong gia đình, họ nên là ưu tiên hàng đầu của bạn trong ngày hôm nay đó bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày thứ hai này, nếu như bạn tuổi Thân có cái điều gì đó khiến cho bạn thực sự không yêu thích nổi thì đó chính là cái sự mất cân bằng với bạn. Đó chính là những cái điều sẽ diễn ra trong ngày hôm nay dưới cái sự tác động của tỷ kim xuất hiện. Bất chấp những cái nỗ lực của bạn, dường như mọi việc không về đúng với cái cán cân quyền thuộc của nó. Thế nên bạn tuổi Thân, bạn đừng có nóng vội và cũng đừng có căng thẳng nhé.
Và bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn hãy chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với ai đó thân thiết, cũng là một cách để giúp cho bạn thoát khỏi cái giai đoạn căng thẳng, sợ stress đó. Có thể họ không cần đóng góp ý kiến gì mà chỉ cần lắng nghe thôi, bạn cũng cảm thấy rất chi là thoải mái hơn rất chi là nhiều nữa rồi bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy có cơ hội kết giao mới, tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa tình cảm có chút căng thẳng, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Thổ lắng nghe lời khuyên, tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc có quyết định đúng đắn, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim không phải lo lắng quá nhiều nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Dậu đang gặp ngày ngũ hành tương hại. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Dậu đừng chỉ vì ý muốn làm chiều lòng ai đó hoặc là gây ấn tượng với họ mà biến mình thành một người khác bạn tuổi Dậu nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn đừng đẩy mình vào một cái tình huống khó và khiến cho bạn phải không ngừng bối rối khi tìm ra cái đáp án cho cái câu hóc búa mà chính bạn đã đưa ra luận. Cái điều đó không kiểm soát được khi kiếp tài xuất hiện khiến cho bạn tuổi Dậu vô cùng lo lắng và căng thẳng. Tuy nhiên, bạn tuổi Dậu, bạn nên quên mất một cái thực tế là mình chỉ cần kiểm soát những thứ trong tầm tay của mình mà thôi. Có những cái thứ đó còn lại thì hãy mặc kệ chúng bạn tuổi Dậu nhé. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi Dậu, bạn nên thực hiện những cái điều nhỏ bé. Những cái điều này sẽ mang lại cho bạn cái sự hài lòng và thoải mái. Và bạn đừng quên cảm ơn cái cuộc sống bằng cách chia sẻ cái niềm vui ấy với những người xung quanh bạn nữa bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy dễ có mâu thuẫn, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa bạn hãy chín chắn hơn, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ hãy thử xin lời khuyên, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc bạn chớ kỳ vọng quá nhiều, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim bạn nên kiềm chế bản thân mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này với bạn tuổi Tuất đang có cái sự tác động của thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay giống như thể là bạn tuổi Tuất đang để đầu óc lơ đãng trên 9 tầng mây và suy nghĩ về những cái điều khác nữa, trong khi đời sống vẫn trôi qua như thường lệ đó bạn tuổi Tuất nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn cần phải cân đối cái ý tưởng của mình với cái sự góp ý của người khác để rút ra cái kinh nghiệm cho bản thân mình nữa nhé. Có những cái sự thay đổi nhỏ khiến cho bạn tuổi Tuất cảm thấy khó xử. Tuy nhiên, bạn hãy đón nhận mọi thứ đến với mình theo cái cách chiêm nghiệm, quan sát thay vì cố tình quay lưng lại và tìm cách xua đuổi. Như thế chẳng mang lại cái lợi ích gì cho bạn cả đâu bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày này với bạn tuổi Tuất, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Vì vậy, với bạn tuổi Tuất trong ngày này nên tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, và tài thần hướng đông nam để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc Hỏa, bạn hãy chủ động hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất
thuộc thổ, hãy tận tâm khi làm việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, công việc của bạn được thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn không nên chỉ trích. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn không nên tâm sự nhiều nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi, bạn đang có cái sự nỗ lực nắm bắt lấy cái cơ hội khi có thực thần chia chở sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi có được những cái may mắn trong ngày hôm nay, nhất là nếu như bạn đã chờ đợi cái điều đó đến với bạn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Hợi, bạn lại càng không nên nóng vội, hấp tấp, bởi vì cái kết quả sẽ mang lại có thể sẽ trái ngược với cái sự mong muốn của bạn. Và bạn tuổi Hợi, bạn cần phải điềm tĩnh, quan sát thật kỹ lưỡng bạn tuổi Hợi nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Hợi gặp một chút vấn đề liên quan tới tài chính của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó bạn đã xử lý được cái vấn đề. Bên cạnh đó, khi có cái sự cố, bạn mới ý thức hơn được cái việc chi tiêu hay là kiểm soát về tiền bạc của mình trong cái thời gian tới nữa đó bạn tuổi Hợi nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Hợi, những nhà có thai phụ thì nên cẩn thận, không nên dịch chuyển đồ đạc hay là tiến hành đục đẽo, bởi cái điều này sẽ làm ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi nữa bạn tuổi Hợi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Hợi, cái việc xuất hành đi xa với bạn thì được thuận lợi. Bạn đang có được cái sự hỗ trợ của các sao tốt như là sao Thiên Phúc, sao Nguyệt Không, sao Minh Tinh, sao Tục Thế. Và bạn đừng quên xuất hành theo hai cái hướng tốt, Hỷ Thần hướng Đông Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam, để tăng thêm cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình. Ngày này Thiêu Khẩu Minh cũng là ngày tốt cho cái việc xuất hành, cầu tài được thắng lợi, mọi người giúp đỡ, công việc thì được như ý muốn, buôn bán thì cũng được thuận lợi, và ký kết hợp đồng cũng rất tốt nữa bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, đừng quá tin tưởng ai. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, không nên mua sắm quá tay. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, có việc xảy ra bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, không có gì là mãi mãi. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, hãy bỏ qua cái chuyện cũ nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.